Race, Ice, Alamos, Alamos, Oklahoma, Rogan, Oklahoma, Rogan, Alamos, Oklahoma, Alamos, Oklahoma, Ice, Florida, Alamos, Rogan, Alamos. Alo, vâng, chúng ta cùng đến với kèo thi đấu tiếp theo, kèo thi đấu 2v2 giữa Hà Nội và Thái Bình. Tiểu Bạch Long và Gani sẽ thi đấu với vâng, cặp đôi đến từ Hà Nội đó là Van Lớp và cầu thủ Mỹ Đình. Những cặp đôi yêu dấu. Đây là màn hình máy của cầu thủ Gani là người cầm seng. Thế còn Tiểu Bạch Long? Như vậy là Tiểu Bạch Long người cầm phô. Và bên kia là Pơ Seng cân kèo. Vâng, Seng Pơ và Seng Phô phụ thuộc vào bài thôi. Chỉ phụ thuộc vào bài thôi. Tứ tuyển trong cái map la. Vâng, tứ tuyển trong cái map la. Rất khó nói trước điều gì. Vâng, Seng 23 Hồng Dân. Còn ở bên kia thì Seng 25 Pơ 23. Tiểu Bạch Long chính xác là bao nhiêu? 26 Hồng Dân. Như vậy là Gandhi sẽ người đóng L vào anh chém. Đóng L đóng M 9-1x dành cho cầu thủ Gandhi. Vâng, BS được thiết kế luôn. Bãi gỗ phía trên cũng là bãi gỗ khá dễ bò. Một mình Gandhi lên đời. Một mình Gandhi lên đời, một lợi thế không hề nhỏ ở những thời điểm đầu. Chéo luôn. Như vậy là chéo luôn cho Tiểu Bạch Long. Xếp hình lại nông dân ăn vàng một chút cho nó chuẩn chỉ. Rất tốt. L2 dành cho cái thủ Gandhi. Đánh được kiểu bài tàu cho nên việc gỗ những thời điểm đầu là rất khả quan. Vâng, công đã có. Thế còn giáp. Đây là hai nông dân ở phía ngoài Mỹ Đình cầm Persian. Công giáp là đầy đủ. Nông dân là 25 máu, không nhiều. Ăn hai nông dân. T
tiếp tục đi dò thêm ở phía trong. Còn lực đang còn rất nhiều, Persian đến từ thủ Mỹ Đình. Ra thôi, đúng rồi. Đừng để người ta bo. Rồi, cứ đứng đấy mà chọc, không phải sợ, công giáp đầy đủ. Tên này đang còn thoải mái. Vâng, bãi vàng đã kín rồi. Và lập tức chéo ngay hay không, hay là vẫn tìm được đường hoang của đối thủ Mỹ Đình. Văn Lớp ở phía ngay phía bên cạnh thôi. Có sang chọc Văn Lớp không? Văn Lớp là người cầm xeng đánh cung. Đây là tên lạc đà đầu tiên. Vâng, tiếp theo hai tên lạc đà nữa đều. Một bài xeng đang rất khỏe. Nhanh đấy. Đừng. Rồi, ok. Bây giờ sang luôn nhà của đối thủ Văn Lớp. Văn Lớp chưa đánh xe. Để một tên lạc đà nhà thủ không? Đúng rồi, như vậy là để một tên lạc đà nhà thủ. Xe của Văn Lớp là vài chui hốc thì phải. Đúng rồi, chui hốc. Không khỏe, chưa có bánh xe. Vâng, biết đâu ken cái cây gỗ kia thì lại vào được. Đế chế nhiều khi rất ảo, không biết được nào một lần. Bãi gỗ đã kín, đi vào bãi vàng của Pơ. Đi vào bãi vàng của Pơ. Pơ không còn đồng dân ở phía ngoài ư? Hơi lạ. Không còn đồng dân phía ngoài thì lấy cái gì ra mà sóc lạc đà? Hay là chay phù? Ok. Tôi bảo mà nó ảo lắm, đế chế nó ảo lắm. Vâng, cái e tưởng chừng như vậy rồi. Ai ngờ. Đau lòng quá. Vâng, mất hết đồng dân bãi gỗ. Chưa ăn được nhiều đồng dân của thủ Mỹ Đình. Hai dân thôi. Chính xác là hai dân thôi, nhưng bây giờ thì xả thêm được một mớ nữa. Chưa bánh xe. Rất may vẫn còn giữ được khá nhiều dân. Đang chỉ bãi bo nhỏ để cho thủ Tiểu Vĩnh Long ra. Ok. Để cho mất một con không? Khả năng mất một con cao. Vâng, đúng là như vậy, mất một con. Mọi thứ vẫn đang khó nói trước. Đôi phần ưu thế hơn thuộc về Gandhi và Tiểu Bạch Long, nhưng vẫn khó nói trước bài này. Bây giờ thì Tiểu Bạch Long xem thế nào. Thằng Lai 41 đang hạt điều, bắn xong bãi vàng của Persian. Nhưng bây giờ thì phải rơi vào thế 2 vs 1, nhưng ở mức độ vừa phải, không quá căng. Vâng, Gandhi tham lai 26. Mỹ Đình không biết là ăn hoang ở chỗ nào, vẫn có thể sau lạc đà tương đối dị. Đừng mất con nào nữa. Vâng, vẫn mất. Màn hình máy của cái thủ Tiểu Bạch Long tiếp thôi. 48 là tham lai lúc này. Không ổn. Văn Lớp vẫn có khá đông như con cung lờ. Vâng, làm sao thế nhỉ? Không hiểu tại sao Mỹ Đình ở đâu ra vẫn có những con lạc đà ra đều được. Và Văn Lớp phải chui hốc, tại sao lại khỏe đến mức như vậy? Màn hình máy thủ Gandhi tham lai còn 27. Nhưng nếu không cẩn thận, Gandhi sẽ là người tiếp tục mất tham. Rồi, như vậy đã chết hết, gần hết lạc đà. Gần hết lạc đà của game thủ Mỹ Đình. Nhưng một tên không để ý. Đây là một tên đấu quân. Và lạc đà của game thủ Gandhi là người đảo thôi. Ô, Tiểu Bạch Long đâu? Ô, một pha lên không đúng nhịp. Nhưng dẫu sao thì những con lạc đà cũng đang làm cho game thủ Văn Lớp thấy rối mắt, rối trí. Tiểu Bạch Long bắt đầu tiếp tục tăng A. Ruộng vẽ quá gấp cho nên khoảng cách có cái thụt cái thò. Nhưng về cơ bản thì lượng thực vẫn đủ để sóc 5-6 BA gì đó đến thời điểm này. Thêm một BS nữa. Gỗ đang là rất nhiều, BC ở thời điểm này cũng được. Đấu quân tiếp tục tập 2. Màn hình máy của đối thủ Gandhi xem còn bao nhiêu tham. 3 xịt cơ mà. Như vậy là khả năng win rất cao. Khả năng win rất cao ở trận thi đấu này.
Vâng, 71/80 là tham lai lúc này đến từ game thủ Tiểu Bạch Long. Bây giờ thì bắt đầu dần dần lấn bản đồ. Và lớp đang là người gặp khó trong tình huống này khi anh phải chống lại cả lạc đà lẫn những con cung lờ với số lượng đông. Cung lờ tất nhiên chất lượng chỉ là ngang phèo giữa xe và phô thôi. Nhưng Foresian bây giờ đang có số lượng nhiều hơn rất nhiều so với game thủ Van Lớp, và thế của Foresian bây giờ cũng là thế ưu hơn. Van Lớp đã chặt hết cánh rừng và xem như là không còn hốc. Còn game thủ Gani thì bây giờ vẫn đang còn cái tham lai 24 đánh được. Ít nhất cũng phải ngang phèo với Mỹ Đình tầm này. Không muốn nói là khỏe hơn. Còn Tiểu Bạch Long thì lại ưu thế hơn rất nhiều so với game thủ Van Lớp về thế nhà. Chưa nói về lượng quân, nhưng thế nhà là ưu thế hơn. Van Lớp đã hết cánh rừng hướng xuống nhà Mỹ Đình. Nhưng vâng, hướng xuống góc 6 giờ thì Tiểu Bạch Long chưa dò và Gandhi cũng chưa dò tới. Rồi chốt 2E. Như vậy là Gandhi vẫn thở được và bây giờ thì đi lùng nông dân ăn gỗ của game thủ Van Lớp. Bây giờ thì Tiểu Bạch Long cố gắng giải vây cho game thủ Gandhi bằng những con cung lờ. Vậy e là rất nhanh, không ổn. Đục thẳng ruộng chính không? Hai chiếc ruộng ở đây Thư, khiêm tốn như vậy Thư. Thôi đi dạ. Rồi, ra là hợp lý. Nhà của game thủ Van Lớp bây giờ không khác cái chuồng lợn luôn. Muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Nông dân ở đâu thì còn phải, vâng, phải chờ. Rất nhiều lạc đà của game thủ Mỹ Đình đã nằm xuống. Và trận thi đấu đầu tiên dường như đã ngã ngũ tính đến thời điểm này. Vâng, như vậy là đóng BC lên đầu máu. Chưa hiểu được Van Lớp bây giờ đang đây đâu. Một tên tất tay lên từ cái thủ Van Lớp. Van Lớp muốn đổi nhà tên này ư? Nào. Có dám đứng lại không? Một là đứng lại, hai là quýt. Vẫn chưa quýt. Không đứng lại nhưng vẫn chưa quýt. Thôi, đã buông chuột. Đã có dấu hiệu buông chuột. Vâng, Van Lớp đang muốn móc máy nhưng tầm này là rất khó. Nhà được bo bế bằng những lớp BE, những nhà cứng. Bắt kìa, Tiểu Long bắt kìa. Bắt, giải E không? Gỗ còn hơi ít. Nhưng tên này có lẽ là Van Lớp cũng đang dẫy thôi. Cũng chỉ là đang dẫy thôi. Gandhi đang chém xối xả. Và có lẽ là vẫn khởi động. Van Lớp đi xa rồi. 1-0 trong trận thi đấu đầu tiên ở C đấu đầu tiên dành cho cặp đôi đến từ Thái Bình. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu tiếp theo ngay sau đây thôi.